Chào mừng quý vị và các bạn đã tham gia chương trình đào tạo Photoshop online của kỹ sư Dương Dương Hiếu. Thưa quý vị, đây là những lọt bài tiếp theo về giáo trình Photoshop CC và DVD số 1 mang tên là Việt Nam trong trái tim tôi. Trong DVD này, quý vị sẽ được cùng tôi khám phá những cảnh đẹp cũng như là những hình ảnh về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thưa quý vị, Tôi đã định cư sang Mỹ hơn 4 tháng, dù công việc rất là bận rộn cho việc học hành cũng như là việc làm hàng ngày. Nhưng tôi vẫn lúc nào cũng có một nỗi niềm nhung nhớ Việt Nam một cách gọi là đau đáu. Và đặc biệt hơn nữa là khi tôi đang sống ở một tiểu bang, đó là Minnesota, một tiểu bang rất ít người Việt, thì cái niềm nhớ nhung Việt Nam nó càng trong tôi gấp bội hơn so với những người khác. Nào, thưa quý vị, à, trong thời gian mà hơn 4 tháng thì ở xứ lạ quê người thì mỗi một hình ảnh khi nhìn thấy về quê hương lại mình cảm thấy trong trái tim mình nó có cái gì đó nó như nhói đau và thưa các bạn khi tôi sang Mỹ thì mọi chuyện đang tập trung cho việc học hành thì cho nên mình tạm thời gác qua một bên những cái niềm đam mê nhấp ảnh không còn những ngày tháng gọi là cầm máy đi rong ruổi khắp nơi trên khắp nẻo đường đất nước à, và trong tôi bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm và tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm những cái kỷ niệm đẹp mà trong suốt 10 năm qua khi còn Việt Nam tôi đã cầm máy rong rủi cùng bạn bè anh em và những học viên thì thưa quý vị à, quý vị sẽ bắt gặp được những người bạn của tôi và những thông tin rất là bổ ích về những người nghệ sĩ giúp ảnh những người có những cái À, tâm hồn và cũng như là những cái việc làm mà quý vị thấy là rất là có ý nghĩa. Thì thưa quý vị, à, mở đầu chương trình à Photoshop online này thì à, với cái đề tài số 1 là Việt Nam trong tim tôi nó là DVD đầu tiên. Và DVD thứ hai là tôi sẽ lấy đề tài là dọc đường gió bụi. À, dọc đường gió bụi trong DVD này quý vị sẽ được à, cùng tôi và những bạn bè của tôi đi du lịch khắp mọi miền đất nước qua những hình ảnh mà chúng tôi đã sáng tác và chụp được đồng thời kèm theo những hướng dẫn, những ý tưởng để tạo ra những tác phẩm cũng như là để tạo nên những tấm hình đẹp như ý muốn của mình và sang bộ DVD thứ ba đó là chủ đề cần câu cơm à chủ đề này quý vị thấy rất quen thuộc à, nếu quý vị có tham gia và xem những tập chí về nhiếp ảnh của anh sáng đẹp thì tôi đã có những bài viết về cái chủ đề này mục đích là những cái bài và hướng dẫn về photoshop cũng như nhiếp ảnh rất là dịch vụ cái là mang chất dịch vụ à, dành cho những em trẻ à, dùng nhiếp ảnh để mà à, kiếm sống à, có một cái nghề để mà chúng ta có thể lập nghiệp và kiếm sống nuôi bản thân cũng như là để, à, để tạo thêm kinh tế để mà chúng ta nung nấu cái cái niềm đam mê về nhiếp ảnh Nó gọi là có thật thì mới giật được đạo đó là chủ đề về cần câu cơm là tôi sẽ chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cách mà chúng ta làm ảnh dịch vụ làm sao cho hiệu quả và hợp lý nhất thì chủ đề xoay quanh về những đề như ảnh chân dung ảnh à, em bé à, ảnh thời trang rồi album bung cưới rồi hình thẻ rồi phục hồi ảnh cũ vân vân thì nó sẽ nằm trong chủ đề dvd số 3. và đến dvd số 4, quý vị sẽ bắt gặp tiếp chủ đề là việc ý tưởng và những sẽ chia. Đây là ý tưởng từ rất lâu lắm rồi. Khi còn Việt Nam tôi đã có một cái. Một cái gọi là nung nấu. Cũng như là một cái gì đó gọi là. Muốn ấp ủ muốn làm. Nhưng mà chưa có điều kiện. Bởi vì thời gian và sức lực. Nhưng mà khi qua bên đây. Thì cái, cái niềm đam mê đó. Cũng như là cái niềm gọi là nhớ nhung. Nó tạo cho tôi một cái động lực mạnh hơn. Để tôi làm được điều này và tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái tuyệt chiêu làm sao làm ảnh có hiệu quả nhất và những tư liệu để hỗ trợ cho việc làm ảnh được tốt hơn thì trong dvd này quý vị sẽ được những cái, cái, cái chia sẻ rất là nhiều và dĩ nhiên là chúng tôi cũng sẽ tùy theo từng đối tượng một mà tôi sẽ chia sẻ mà tôi thường nói đùa với anh em là tùy duyên có nghĩa là của cho không bằng cách cho bởi vì có những người không cần thì mình cho nó lại thừa, còn có những người rất cần thì mình phải cho người ta một cách nào đó cho nó gọi là đúng nghĩa và nó 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 có giá trị. Thì quý vị sẽ thấy là trong cái giáo trình phổ CC của tôi là được chia làm bốn cái DVD như vậy. Và hy vọng rằng tôi sẽ còn tạo thêm những cái DVD số 5, số 6, số 7 vân vân. À, nếu như thời gian và sức lực cho phép. Như các bạn thấy đó, ở bên Hoa Kỳ này thì người ta nói thường một câu là money talk nghĩa là mọi cái đều phải tính bằng tiền cho nên tôi đang làm những việc này thì có thể gọi là bị điên đó bởi vì tôi làm những việc gọi là không đâu vào đâu nghĩa là ở không làm cái chuyện gọi là vớ vẩn người ta nói như vậy có nghĩa là thay vì dùng thời gian để mà suy nghĩ để kiếm tiền để như thế nào đó thì mình làm mấy chuyện giống như vô bổ đó là những lời tôi nhận được từ những người việt nam ở phía mỹ này nhưng mà tôi không có quan trọng điều đó bởi vì cái sự đam mê và cũng như là cái trái tim mình mà làm theo cái điều mách bảo mình thôi chứ mình không cần quan trọng cái chuyện là ai nói mình đúng hay là sai ai nói mình là tốt hay là xấu hay nói mình là điên hay là tỉnh gì cũng không quan trọng điều đó đó thì những gì mà tôi muốn chia sẻ các bạn là như vậy thì cái đề tài tiếp theo đây cái bài tiếp theo đó là tôi sẽ gửi gắm đến như vị à, đó là những cái tính năng mới nhất của photoshop cc à, những tính năng này thì tôi sẽ mượn những hình ảnh và những hình tôi chụp và những hình của những người bạn của tôi đó là những nghệ sĩ giúp ảnh để mà hướng dẫn cho quý vị nhưng một điều quan trọng nữa là thưa quý vị trong cái loạt chương trình mà tôi làm đây thì phần mềm bên đây tôi cũng phải mua bản quyền có nghĩa là tôi phải mua bỏ tiền mua bản quyền nào hoàng bởi vì mình chơi theo kiểu mỹ rồi phải chơi đúng luật thôi là phải mua bản quyền thứ hai là những hình ảnh là tôi đều phải dùng những hình ảnh của mình do mình chụp hoặc là những hình ảnh của bạn bè, à, của những chiến hữu cũng của những nghệ sĩ mà tôi đã liên hệ và tôi nhờ cũng như là đặt vấn đề với các bạn bè là cho phép tôi được dùng hình ảnh đó để chia sẻ với quý vị. thì à, nói tóm lại là phần mềm mà là bản quyền hình ảnh là có có bản quyền luôn. cho nên hy vọng rằng khi quý vị dùng hình ảnh này quý vị nên có một sự trân trọng à, tôn trọng tác giả chụp đừng nên phát tán lung tung và đừng nên dùng nó vào những việc là thương mại. Mà nếu gì thích quá những ảnh đó, cái gì muốn dùng nó là làm việc này việc nọ việc kia, ví dụ như làm bản hiệu hay là in ấn phục vụ cho những việc kinh doanh của mình, thì quý vị nên gửi email cho tôi hoặc là liên hệ với tôi để tôi sẽ cho quý vị thông tin chính xác về chủ nhân của những tấm ảnh đó để quý vị có thể liên hệ với chính tác giả để mà trao đổi để mà mua lại hay là chia sẻ gì đó để cho chúng ta có được một cách gọi là bản quyền pháp. Thì chúng ta nên tôn trọng được chơi như vậy thưa quý vị. Bởi vì chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ nâng cao cái cái tầm ý thức của mình lên cũng như là mình sẽ nâng cao cái tính chuyên nghiệp từ cái suy nghĩ cho việc làm của mình. Thì đó là những lời gửi gắm của tôi trong cái loạt bài giới thiệu đầu tiên này. Thì bây giờ thôi chia tay quý vị ở đây và chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên đó là những tính năng mới nhất của photoshop cc